Anh em muốn kiếm tiền online đơn giản mà không bị lừa đảo, hãy đến ngay clmmvip.me, hệ thống chơi chẵn lẻ Momo, hoàn toàn tự động mà còn dễ dàng tham gia. Link mình để dưới phần mô tả nhé. Yo yo, hello nha, chào người nha, chúng ta trở lại với channel mình là mình đây từ đường phố đây mọi người nha. Chơi anh em game hay tạo thì chơi mình đây từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, chưa vào video chúc anh em xem video về like share trên kênh nút phải xin nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì anh em biết rồi, hôm nay thì chúng ta cũng chả việc gì làm, anh em chỉ ăn được ngồi đợi Lami cập nhật kiện mới đồ chơi thôi anh em. Đó, cơ bản ngày hôm nay chỉ có nhiều vậy thôi anh em. Em chả biết làm gì long quang, tự nhiên nhảy qua mấy con nào nhận quà hốt cốt thôi anh em, hốt cốt nhận quà rồi vui chơi cho mấy con nào anh em. Đây lại có một con nào ở S33 anh em. Ở đây con nàng này chúng ta có hai phần quà nhé, phần quà dự đoán tương mới này và phần quà chung tay tặng hoa anh em. Hai phần quà này tôi chưa nhận cho con nàng này anh em đó, 12k kim cương các bạn, 12 thùng bia ngon, nói chung là ngon lành thơm ngon bổ rẻ các bạn. Rồi tiếp theo thì chúng ta đi mua được đánh boss anh em, tiêu phí nào cũng mua được đánh boss anh em, sau tính tiếp. Đây các bạn, đây mua được đánh boss các bạn, đấy nhẹ nhàng đơn giản các bạn. Ok, sao quẹn được nâng cấp cái cuốc con nàng này anh em nhá. Lâu ngày lại về đây chơi các bạn, lại cứ thành rảnh này về mấy con nàng này chơi. Hốt quà đây. Đây cũng là cách tích 100k cái cơ này, nếu bạn không tiêu đấy, nhận ngay bây giờ là 18k rồi anh em. Đó, xong lần sau lại cứ vậy anh em, dồn lên 100k kim cương, nếu mà để một ạc nhận thì chắc là thừa. Cũng đơn giản mà. Ok, có đe thì con nàng này chắc là có co đe giải đấu à. Giải đấu 2810 à. Cái này chắc hết hạn rồi các bạn, co đe chắc hết hạn đâu rồi. Hết rồi. Bây giờ chắc còn một cốt đấy thôi anh em. HT0111 này, cái này chắc còn anh em. Cái này còn các bạn, đây. Mở lem luôn anh em. Đó, cốt này thì còn các bạn, mở lem luôn. Ô, quà gì đây? À, quà tiêu phí anh em. Đây, cốt này anh em, thêm 2 lần đánh boss này, rồi. Cứ từ từ các bạn, rồi, bam boss nào. 20 lần, 11 dương à. Được của nó anh em. Đấy, trải nghiệm ngay anh em, hốt quá. Đó, giờ chỉ có tranh thủ đi nhận quà thôi anh em, quà cốt game nhiều mà. Ai không biết là tuần này cập nhật sự kiện quên tính năng mới anh em mới có nhiều hay là mỗi tính năng ảnh gì không thì thôi buồn lắm các bạn. Tính năng đấy thì chẳng có gì chơi cả, cũng vậy thôi. Nói chung này không có gì đặc biệt các bạn, tính năng đấy thôi, không có gì đặc biệt cả. Lực chiến tăng lên, chỉ số tăng lên thì chẳng được bao nhiêu các bạn mà xem là thấy, hay là về sau nữa thì không biết anh em. Mà nếu có về sau thì cũng chỉ dành cho mấy bác dích kít thôi. Mấy anh em đủ bài các kiểu thôi. Chứ anh em nông dân là nhìn thấy không có cửa đâu các bạn, không có cửa đâu. Đúng kiểu là không có cửa đâu đấy các bạn. Đổi nào, 10 dương 11 dương này, đổi luôn các bạn. Ok, tiếp tục nào. Rồi, đến đây anh em. 18k. 18k thì được bao nhiêu? 90 à? 93 anh em, 93 xu. Xem túi bao nhiêu đã rồi anh em, xem túi nào. Ồ, à này có 115 rồi các bạn. Nhức lách. Được 200 à. Được 200 vòng, cũng được của nó đây các bạn. Cũng hợp lý, cũng được của nó anh em. Cái xu đấy ngoài ra đổi bên shop danh hiệu đây nữa à. Đổi đây như là được có 200 lần hay bao nhiêu ta, không nhớ. Đổi được 20 lần luôn, đổi được 20 lần các bạn. Thế là đổi form 10 sao còn hơn. Rồi. Tiêu phí kim cương. Ok, mua vé thành tay đi anh em. Còn lại 7k. 7k, này mua gì giờ ta? Này mua nước mắt màn cherry. Từ anh em tiêu phí xem nào. 15k rồi, tạm thời anh em 15k rồi, từ từ các bạn. Ok thế nào, bây giờ chúng ta có đập cốc bia. Lên được 200 thì bao nhiêu? 30 anh em, 200 được 30. Được 30 thì không làm được cái gì đâu mà, đúng không? Cũng không làm được cái gì nhiều các bạn, 30 không làm được cái gì nhiều. Nhưng mà bớt đổi bên này xuống anh em. Cũng chuẩn nghìn mốt rồi.
Nhưng mà đổi thế này cũng căng quá, các bạn nghìn mốt luôn rồi, đổi thì không làm sao đủ chỗ. Ok, thôi quất đi, đầu tiên dùng vé dành tay đó các bạn. Mở dương này coi anh em, từ mở dương đấy anh em. Đó. Dương đây này, 11 dương đây các bạn này. Ôi, cũng được của nó anh em. Trông vậy chứ cũng ra gì này nó lắm chứ. Rồi, có vé thành tay rồi các bạn. Rồi chúng ta sẽ vào quẹn nha. Đầu tiên thì nhận qua quà đây anh em. Đây. Rồi. Tiếp theo, bình tĩnh các bạn. Cứ bình tĩnh, chơi từng tí một các bạn. 8 năm thôi đúng không? Đội nào? Ok. Còn quay. Quẹn nào các bạn, quẹn nào. Ok. Vào nào. Rồi. 1m5, 2m. Ui đúng bài các bạn. Làm ngay 200 vòng. Đó, làm ngay 200 vòng anh em, kiếm thêm ít thùng bia về nữa. Biết được nhiều không nhỉ, chắc được 2-3 chục thùng biết. Cứ từ từ ra ngoài để biết anh em. Chô, ngon lại có thêm được đánh boss nữa các bạn. Ấy, được của nó anh em, 350k nước mắt Manchester, 700 đá nâng đồ, 84 lần đánh boss các bạn. Rồi, bên boss nào anh em. 4 lần bên boss này, 1 2 3 4 này, ngon. Tuyệt vời. Ok, đổi cái này đi các bạn, nãy quên tôi đổi cái kia anh em, đổi cái này ngon hơn này. Nãy đầu đây là được hơn 500k rồi, đáng phí thật sự các bạn. Rồi, liên tục đến xu vòng quay anh em. 127 hả? Chưa đủ 2 vòng các bạn. Cay thế nhờ. Chưa đủ 2 vòng anh em. Nhận nào. Chỗ kim cương. Được của nó luôn các bạn. Thêm 10 thùng bia. Nãy giờ tôi bao nhiêu rồi? 132 thùng rồi anh em. Có khi nào đập cốc bia vàng không ta? Nếu giờ đập cốc bia vàng phải đi ghép đó các bạn, phải ghép lên. Chứ là tôi mới trượt cho túi ra đựng được các bạn, không là không đủ túi đựng đâu. Ghép cho nó khi còn phải đi thu hồi nữa cơ. May ra mới đủ chỗ được các bạn. Đấy, chưa gì ra như này thì làm sao mà đủ chỗ được ta. Nghe căng thẳng nha. Tiếp nào các bạn. Tiếp tục nào anh em. Tiếp tục nào. Ok, ghép lên nào. Đây chà, vẫn có cơ hội đây các bạn, tiếp nào. Rồi. Trông bao nhiêu? Đủ hơn 200 rồi anh em, dư rồi. Nhận quà này, ngon. Rồi, đập 200 có bia vàng nha, tôi đập xong tôi quay anh em coi. Gần 300 rồi này, chắc đủ 350 đấy, nhưng tôi đập 200 trước nha. Ok, xong các bạn, đấy, hôn luôn. 200 này. Được của nó anh em, đấy, ngon lành luôn. Lượm nào. Xem nào. 142 thùng rồi anh em. Ok, cũng được các bạn, đi pem tạm nha. Ok. Ôi, tôi Sunny Jean thôi các bạn. Sunny Jean thôi. Ok, xe Pocati ấy. Kìa, Lee Jean đâu rồi. Ai cần Pocati ấy tầm này anh em. Lee Jean thôi. Ôi, nạn chạp Phan Galo anh em. Ô kìa. Đùa à. Mới có được 40 thùng anh em. Làm ngay 2 cháu SS rồi. Xem 100 thùng này có ra được 6 cháu giống bữa không. Đập ít lại ra nhiều bạn, tôi bữa đập tôi đập 140 tôi nhớ anh em ra được 67 cháu lận đấy. Anh em xem clip nhiều chắc các bạn nhớ video đấy. Bá thật sự luôn anh em. Ô, hôm nay ra gáp nhiều thế. Mà đang hóng không biết là phải sao có phiên bản anh hùng hải quân gáp không nhỉ? Thầy mấy nhân nhà phát hành chúng ta có để ý mà làm tới con tướng đấy không anh em? Nếu mà làm tới đến tận con tướng đấy là vui nha. Vui rồi nha, chưa biết thế nào đó anh em nhưng mà vui á. Nếu mà làm tận cháu đấy là rất tuyệt vời, mặt trời luôn anh em, khá là thú vị luôn. Vấn đề là có làm hay không các bạn mới quan trọng, trên đâu nói thì đây là anh em chúng ta chia sẻ với nhau cho nó vui thôi, chứ đâu đợi nhà phát hành làm thì mới biết được các bạn. Câu chuyện nói thì vẫn là nói thôi, chứ đâu phải có đã là mới nói được. Ôi, Sengoku này
Ba cháu anh em. 140 thùng làm ba cháu cũng được rồi. Được, được của nó anh em. Rồi. Nhận qua nào. Nhận qua. 40 cốc bia vàng nữa rồi anh em. Nhưng mà thiếu chỗ quá nhờ. 40 cốc bia vàng mà thiếu chỗ quá anh em. 267 là đủ rồi này. Từ trước khi yên tế anh em, cái nào điện thông xem còn ra được cháu nào không. Từ tôi dọn sửa ra, tôi đập xong tôi quay anh em coi. Ok xong các bạn. Rồi. Tượng quà nào. Ồ ngon. 50 thùng bia đâu ra đây. À gom lại anh em. Rồi rồi. Ok cũng được của nó anh em, ghi nhận 50 thùng bia luôn ạ. Được của nó anh em, 50 thùng luôn ạ. 240 rồi anh em, đây 150 này. Thêm 40 thùng bia nữa, uầy. Cũng được của nó các bạn, không có gì để bàn cái các bạn. Ôi tuyệt vời. Đó, làm sương sương kiếm ngay chục thùng bia rồi anh em. Chốc. Đơn giản, giả giam 3 thùng bia sự kiện mới đơn giản. Để nói cho nó vui cho anh em, chứ đâu khó thật sự luôn nhưng mà không. Nào mình pick quá mà. Nhận nào. Rồi đây, máy được một anh Nijin các bạn. À, Ichiji chứ, Ichiji. Đó, đập hết hơi các bạn, được một anh Ichiji. Hết cả cốc bia, thùng bia rồi anh em. Form nào, mở coi. No à, ai đây. Marco. Ai đây, Rook. Vậy thì đây là ai? Ui, vẫn là nó anh em. 9 cháu. Rồi không được một cháu S luôn anh em. Ui trời, Buget. Chỗ Usopp. Ai nữa đây. Ấm lòng tình đồng chí các bạn. Hết hơi ạ, ấm lòng tình đồng chí các bạn. Ui trời, cà rốt. Ấm lòng tình đồng chí đồng đội các bạn. Ô, Kuma. Hancock. Không ăn thua anh em. Không ăn thua các bạn. Chopper. Kinh quyện nguyên sự kiện các bạn sợ nhờ. Bù lại còn 9k kim cương các bạn chưa tiêu. Ừ cũng được, hợp lý. Thế đấy cũng được anh em, tiêu dần. Ok, chiến hàm nào. Rồi, lưng pull rồi mà. À chưa. Chưa. Ai chà. Giờ biết con thuyền này nó chưa lưng pull được tầng này luôn anh em. Cửa hàng. Oh my god. Còn nhiều cái để hốt lắm. Còn nhiều cái để hốt lắm các bạn. Cứ tưởng sau lưng cấp nữa. Ok, nhưng thôi trước mắt hôm nay thì tạm thời video tôi sẽ kết thúc anh em đấy nha. Hẹn mọi người clip theo và video kênh tiểu tử. Đồ phố rất nhiều giờ thì bye bye. Xin chào tạm biệt hẹn mọi người ở clip theo. Bye bye.